Trong video này mình sẽ chỉ cho bạn cách phân biệt dung dịch vệ sinh HANA màu hồng thật giả. Bên dưới mô tả video này, shop mình có để link video cách phân biệt dung dịch vệ sinh HANA màu xanh thật và giả mới nhất hiện tại, bạn có thể xem thêm để mua đúng hàng chuẩn nhé. Đây là hai mẫu dung dịch vệ sinh HANA màu hồng thật và giả. Hàng giả là hộp bên trái, còn hàng thật là hộp bên phải. Nhìn qua bạn sẽ rất khó mà phân biệt được, hoặc nếu không có hai hộp hàng thật và giả trên tay thì cũng khó mà nhận ra được. Hộp hàng giả này bị đổ trong quá trình vận chuyển nên chữ bị mất, nhưng vẫn có thể thấy được sự khác nhau của chúng. Sau đây mình sẽ chỉ cách phân biệt chi tiết hơn để bạn biết mà mua đúng hàng chuẩn nhé. Bên ngoài vỏ hộp giấy, màu của hàng giả bên trái đậm và màu tươi hơn hàng thật. Kiểu chữ khác nhau một chút nhưng cực kỳ khó phân biệt. Và chỗ chữ VB Soft Seal của hàng giả trơn bóng hơn hàng thật. Ở trên nắp hộp, chữ Hanazuki Empire Beauty của hàng giả in lệch xuống dưới, chữ bóng hơn, kiểu chữ mỏng hơn hàng thật bên phải. Ở dưới đáy hộp, bạn sẽ thấy hàng giả có màu đậm hơn, còn kiểu chữ in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng thì khác nhau hoàn toàn. Ở mặt bên này, bạn sẽ thấy logo chữ B của hàng giả bên trái có màu hồng đậm và tươi tắn hơn hàng thật. Bạn cũng sẽ thấy được chữ của hàng giả sắc nét và màu hồng đậm hơn, trong khi của hàng thật bên phải thì chữ mờ hơn, màu nhạt hơn. Ở mặt bên này cũng thế, bạn sẽ thấy được hàng giả bên tay trái có chữ màu hồng đậm hơn, chữ sắc nét rõ ràng hơn nhiều. Ở phần những logo tiêu chuẩn này cũng vậy, của hàng giả màu đậm hơn. Chai dung dịch vệ sinh HANA hàng giả bên trái bị đổ ra trong quá trình vận chuyển, và chất dung dịch bên trong đã làm cho chữ bị mất hết màu, nên có thể hóa chất bên trong có thể rất mạnh và nguy hiểm. Như trên màn hình thì bạn cũng đã thấy chữ khác nhau, kích thước chữ cũng khác nhau, nhãn của hàng thật to hơn, chữ thì đậm và rõ ràng hơn hàng giả. Ở mặt sau, nhãn của hàng thật to hơn, chữ được in mà hồng đậm hơn, kích thước chữ to hơn và được in một cách rõ ràng, sắc nét chứ không mờ và nhòe như hàng giả. Kích thước chữ Hanazuki Empire Beauty khác nhau. Chỗ khung màu xanh này, của hàng thật to hơn hàng giả. Khung cuối cùng này cũng có sự khác biệt rõ rệt luôn. Dưới đáy chai, bạn cũng sẽ thấy chỗ in ngày tháng sản xuất và hạn sử dụng chữ được in khác nhau. Và điều mà ai cũng quan tâm nhất đó là chỗ tem chống hàng giả này. Giờ đây tem của hàng giả họ làm gần giống như hàng thật luôn rồi, nên gần như bạn không thể phân biệt được thông qua tem chống hàng giả, nếu như bạn không có kinh nghiệm. Nhìn qua thế này thật sự là quá khó để có thể phân biệt được, nhưng nếu bạn có hai mẫu hàng thật và cả hàng giả trên tay, thì có thể phân biệt được bằng cách này. Dòng chữ trên cùng và dưới cùng của hàng thật có màu xanh đậm, còn của hàng giả bên trái là màu đen. Những vân màu hồng này của hàng giả thì rõ nét, màu đậm khác hẳn với hàng thật. Những vân nền màu xanh này của hàng giả thì lại mờ hơn, vân nền xanh của hàng thật lại sắc nét hơn. Bạn có thể xem lại một cách rõ ràng hơn sự khác biệt ở góc cận cảnh này nhé. Tem hàng giả bên tay trái có sự khác biệt rõ ràng, nhưng mà bạn phải có hai mẫu hàng thật và giả thì may ra mới phân biệt được, còn không thì khó có thể biết được. Khi bung nắp chai ra thì bạn có thể phân biệt chỗ đầu chai của hàng giả to và nhô cao hơn hàng thật. Mình test thử dung dịch bên trong, hàng thật có vẻ loãng hơn chút xíu, màu hồng nhạt hơn, hàng giả màu dung dịch hồng đậm hơn, hàng giả có mùi nồng hơn nhiều, mùi hơi gắt hơn so với hàng thật. Hy vọng qua video này, bạn đã có thể biết được cách phân biệt dung dịch vệ sinh HANA màu hồng của hàng thật và giả khác nhau như thế nào. Bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ video để không bỏ lỡ những thông tin sản phẩm mới nhé. Bên dưới video có số điện thoại Zalo cho bạn nào cần tư vấn kỹ hơn hay mua hàng thì nhắn tin cho shop để được nhân viên tư vấn nhé.